Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình trong ngày hôm nay. Nội dung của video ngày hôm nay thì mình sẽ đập hộp một cái hệ thống đèn chuyên dành cho hồ cá kiện. Nói chính xác ra thì hệ thống đèn này là chuyên dành cho hồ thủy sinh. Và mình mua cái hệ thống này tại vì nó rẻ và nó cũng bằng cái tiền mình mua cái hệ thống đèn mà dành cho hồ cá kiện. Tại sao lại mình lại không mua nó, đúng không các bạn? Và một lý do nữa mà mình mua cái hệ thống đèn này là tại vì mình cũng muốn chơi lại cái hồ thủy sinh. Và cái hệ thống đèn này á, thì nó là của hãng Beamworks và nó có hai ưu điểm mà làm cho cái hệ thống đèn này á, nó rất nổi tiếng của cái công ty này. Cái lý do thứ nhất á, là nó giá rất là rẻ. Lý do thứ hai là bảo hành rất là tốt, có nghĩa là bạn mua nó về trong vòng một năm mà nó có trục trặc hay bị hư một cái gì á, thì bạn có thể gọi cho công ty cũng như là gọi cho người đại lý bán cái hệ thống này cho bạn thì người ta sẽ gửi lại cho bạn một cái mới hoàn toàn luôn. Đó lý do cái hệ thống này nó rất là được ưa chuộng bây giờ. Giá nó chỉ có bằng 1/3 với những cái hệ thống đèn mà bạn mua ở ngoài những tiệm cá cảnh mà hiệu quả y chang và bảo hành rất là tốt nữa. Thì tại sao mình không mua, đúng không các bạn? Và nếu các bạn nào mà muốn mua cái hệ thống đèn này thì các bạn cứ việc bấm xuống cái đường link mình sẽ để ở dưới phần mở rộng á. Thì các bạn sẽ thấy một đường link mình để đó và các bạn chỉ cần bấm vào. Giá rất là rẻ luôn, cực kỳ ưu đãi nếu mà các bạn bấm vào đường link đó. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đập hộp cái hệ thống đèn này để xem cái hệ thống đèn này nó có đúng như lời có quảng cáo hay không nha các bạn. Các bạn đang thấy ở đây thì đây chính là cái hộp mà đựng cái hệ thống đèn mà mình muốn nói cho các bạn trong ngày hôm nay. Cái hệ thống đèn này thì bên ngoài cái hộp phụ kiện của nó thì cũng không có gì đặc biệt. Nó chỉ để là cái modem của nó là EA50, có nghĩa là EA50 nè. Còn hệ thống đèn của nó đèn LED nha các bạn. Đó, còn cái sử dụng thì sử dụng được ở trong những cái hệ thống hồ cá mà dành cho những hệ thống hồ cá mà trong nhà đó, có nghĩa là không được sử dụng được ngoài trời. Và cái điện của nó thì là AC 100 đến 220V đều xài được hết. Và cái adapter này á thì chính là cái cục mà mình gắn vô cái chuôi đèn đó với gắn vô nguồn điện đó. Đó. Thì đây là cái mặt sau của nó, sản xuất thì bảo đảm là 100% từ Trung Quốc rồi. Nói chung bây giờ 90% những sản phẩm trên thế giới hầu như bắt nguồn từ Trung Quốc, không trốn vào đâu được. iPhone còn vậy nữa mà. Và đây là cái mặt trước của nó. Cái mặt trước của nó thì cái tên của công ty đây, Beamworks, như các bạn đang thấy. Thì có chữ LED của nó đây, cũng như là cho các bạn xem đánh dấu ngay đây thì chắc là nó nói cho mình biết là cái hiệu suất của cái đèn này là bao nhiêu. Tại cái miếng gửi hàng này nó che mất tiêu à. Thôi kệ nó, bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hộp luôn. Mình dùng cái này để mình mở coi nó có ra được không. Mình thì mình thấy trên mạng người ta nói cái hệ thống đèn này rất là tốt. Giá thì cực kỳ rẻ, đó lý do tại sao mình mua nó. Mà các bạn nhớ nhá, nếu các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ việc bấm cái đường link mà mình để phía dưới trong cái phần video của mình á, phần mở rộng á, thì các bạn có thể thấy được là cái nơi mà mình mua nó. Giá nó là rẻ. Bọc kỹ quá. Đây. Rồi, trong đây còn có một cái hộp nữa. Bọc quá kỹ luôn. Rồi, nhìn cũng rất là đơn giản. Mình nghĩ thì cái hệ thống đèn này nó sẽ không có cái gì phụ kiện nhiều cho lắm. Mình nghĩ nó chỉ có ba cái loại thôi. Đèn, cái dây và cái hệ thống chỉnh giờ. Thì mình đọc ở trên đấy nó nói là nếu mà bạn mua của nó thì nó sẽ cho mình cái hệ thống chỉnh giờ. Mà mình không nhớ là mình phải mua cái kích cỡ của cái hệ thống đèn là bao nhiêu. Nếu theo mình nhớ chính xác thì phải là 32 inch. Hồ và cái hệ thống đèn này của mình chỉ có dành cho hồ cá là 20 gallon thôi, chứ không phải dành cho hồ cá 32 inch trở lên. Thì chắc nó không có cái hệ thống chỉnh giờ cho mình. Có nghĩa là hệ thống chỉnh giờ này á, có nghĩa là bạn có thể tự chỉnh setup cho nó, là khi mà các bạn cần nó tắt lúc nào, mở lúc nào thì nó sẽ làm đúng y như các bạn chỉnh vậy. Có nghĩa là mình sẽ không có tốn thời gian phải tắt mở liên tục, cũng như là tiết kiệm được điện rất là nhiều. Và các bạn đã thấy thì mình đã mở ra rồi này, cũng không có gì đặc biệt đấy. Đúng như mình nói, nó chỉ có một cái cục để cắm dây điện vô cái chuôi đèn ở cái hệ thống đèn này. Và ngoài ra thì nó không có cái gì khác, chỉ là có miếng cắt tông bọc lại thôi. Bọc thì rất là kỹ những cái miếng mũ này để tránh cho tình trạng va bể. Thì như các bạn đã thấy đây thì cái cục adapter của nó đây, cái nguồn dây điện này xuống rồi. Cái adapter thì
Đúng là 100 100 đến 240V đều xài được, có nghĩa là bạn xài ở Việt Nam cũng được, bên Mỹ này xài cũng được, không thành vấn đề. Nhìn cũng rất là ok. Cái chuôi thì giống như chuôi điện thoại vậy đó. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái hàng này ra để coi cái hệ thống đèn LED của nó. Cái đèn LED này mình mua á thì nó có tổng cộng hai loại đèn. Thứ nhất là đèn màu xanh và cái thứ hai là đèn màu trắng. Nó cũng bán rất là nhiều loại đèn giống như màu đỏ, màu vàng nữa, nhưng mà mình không có thích cái đó, nó như hơi màu mè quá, mình không có muốn hồ cá mình nó có tùm lum màu. Còn bạn nào mà muốn có hồ hồ cá mà đủ thứ màu á thì bạn chọn cái loại nó có nhiều màu. Mình thì cần hai loại thôi, màu trắng và màu xanh là được. Mình đọc theo cái hướng dẫn của nó á. Nói hướng dẫn mới nhớ, cái này nó không có cái hướng dẫn nào hết ta. Coi lại thử coi. Đúng thiệt, nó không có một cái hướng dẫn nào hết. Mình đọc được cái hướng dẫn của nó ở trên mạng á, là cái hệ thống đèn hai màu này á thì nó có hai chức năng. Thứ nhất là màu trắng á, mà dành cho ban ngày. Những cái đèn màu trắng này á, nó phát ra được cái nguồn nhiệt của năng lượng giống như là dành cho cây cối mà dành sử dụng lấy từ mặt trời á, là 6.500 Kelvin. Thì mình nghĩ là K, mình không biết chính xác là sao, nhưng mà mình có đọc qua được những tài liệu á, thì là khi là bạn nuôi thủy sinh á, là bạn có được một hệ thống đèn mà nó nằm trong khoảng từ 6.000 hoặc là đến 10.000 á trở lên á thì nó rất là tốt cho cái hệ thống thủy sinh cho bạn, có nghĩa là cây nó cây cối nó phát triển ở trong cái hệ thống thủy sinh của bạn rất là tốt đó. 10.000 Kelvin á, có nghĩa là 10.000 K á, thì nó sẽ tương đương với cái ánh sáng mà cây nó lấy từ mặt trời luôn các bạn, tương đương luôn á. Còn theo mà tùy theo cái cây thủy sinh bạn là loại dùng cho ánh sáng nhiều hoặc là ít hay là như thế nào đó thì bạn có thể chọn một cái thấp hơn, nhưng mà đa số thì người ta sẽ chọn từ 4.000 trở lên. Thì cái này là mình mua là từ là khoảng chừng 6.500. Thì rất là sắc sảo luôn các bạn. Đó, bạn thấy không? Bóng loáng luôn, nhìn thấy luôn cả cái máy quay phim của mình luôn. Thì đây thì nó có tổng cộng là đúng hai cái loại. Đây là mình nghĩ chắc là màu trắng của nó đây nè. Đó. Hai cái loại bóng đèn khác nhau. Đây là mấy cái màu trắng chắc là. Và các bạn nhớ cho mình nha, khi mà các bạn mua cái hệ thống đèn mà dành cho thủy sinh á thì các bạn phải chọn cái này nó gọi là spectrum á, có thằng đó có nghĩa là ánh sáng mà chuyên dành cho cây thủy sinh, nó tạo ra ánh sáng rất là sáng và đẹp là một nè, thứ hai nữa là nó cung cấp cho cây thủy sinh được một sự quang hợp tốt nhất luôn, các bạn nên chọn thằng đó. Mình sẽ ghi chú một chút xíu về trên cái phần mở rộng của mình để cho các bạn biết chính xác là mình đang nói cái spectrum nó Bây là giờ cái quay gì. lại chủ đề luôn. Thì mình thấy cái là cái hệ thống đèn này nó không có cái phần chỉnh giờ thì phải. Đúng thiệt, cái này chắc là mình mua cái hệ thống nó nhỏ quá nên nó không có phần chỉnh giờ. Cái công tắc nó nằm ngay đây, có nghĩa là cái này nó có công tắc hai kiểu này, thì mình nghĩ một cái là chuyển qua màu xanh, một cái là chuyển qua màu trắng và một cái là tắt. Và cái hệ thống đèn này nó có thể kéo co giãn là được. Mình đã đọc theo cái hướng dẫn của nó là cái miếng này các bạn, có nghĩa là hồ của bạn mà nó hơi rộng một chút xíu bạn có thể dùng cái này để kéo ra, cái này kéo bung ra được luôn nha các bạn, nên các bạn kéo thì các bạn cũng phải cẩn thận chút xíu, đừng kéo xa quá rơi luôn cái đèn vào trong cái hồ cá, mấy em cá nó giật điện nó chết ngắt thì chết luôn á. Hồi chết rồi sao nhưng gắn ra lấy ra được mà không gắn vô được, rồi xong luôn. Thì bên này nó có một cái đó, nói chung là đó là như vậy. Đây giống như là các bạn thấy không, rồi bỏ cái miếng này ra. Nếu mà cái hồ cá của bạn nó to bằng cái miếng màu trắng này á, thì các bạn thể kéo dài ra và để úp nó xuống như vậy đó, là các bạn có thể tạo được một cái hệ thống ánh sáng cho nguyên một khu đây. Nhưng mà các bạn nhớ cho mình là khi mà các bạn mua một cái hồ cá, các bạn không nhất thiết là mua cái hệ thống đèn mà nó to bằng cái hồ cá. Lý do tại sao là khi các bạn để nó cao lên như vậy mà cái hệ thống đèn mà nó có chức năng giống như thế này á, kéo dài ra được á, thì nó có thể chiếu sáng được toàn bộ cái hồ cá của bạn rồi, cũng như là hồ thủy sinh, nên các bạn không nhất thiết phải tốn tiền mua một cái quá bự, trừ khi cái hồ cá của bạn nó rất là bự và cần một cái hệ thống đèn bự nhất. Nhưng mà các bạn chỉ cần mua cái hơi hơi là được, không cần quá bự nha các bạn. Như mình thì hồ của mình mà to bằng cái miếng trắng này thì mình chỉ cần hệ thống bằng như vậy thôi là Và đủ rồi. bây giờ thì mình sẽ gắn thử. Và bây giờ thì mình sẽ gắn thử ngay cho các bạn xem cái hệ thống đèn này có nó hoạt động có đúng như lời nó nói không bạn. Đợi mình chút xíu để mình gắn thử nha. Như các bạn đã thấy thì mình đã gắn thử vô trong cái đường dây điện của mình là gần bức tường ngay bên kia. Rồi mình sẽ bật thử cho các bạn xem. Nó trời ơi, nó sáng kinh khủng luôn. Cái này các bạn nào mà có nuôi đừng có nhìn thẳng vào nó nhé, mù mắt như chơi á, quá sáng luôn các bạn. Nó sáng đến mức mà nó làm cho cái vùng đèn bên cạnh của mình nó tối luôn, tại vì nó quá sáng luôn nè. Giờ mình chuyển cái hệ thống màu xanh, rất là nhu luôn. Cái này màu xanh là dành cho ban đêm. Rồi bây giờ mình đã thử nghiệm xong,
Bây giờ mình sẽ thử nghiệm vô cái hồ cá của mình để coi nó có sáng và tốt không nha các bạn. Đợi một chút xíu. Như các bạn đã thấy thì đây chính là cái hồ cá mà mình thử nghiệm. Hồ cá này thì nó có diện tích là dành cho 10 gallon. Thì mình không biết là bao nhiêu đây. Cũng khoảng bằng hai ngón tay của mình. Ngón tay của mình hơi dài đó. Thì cái này chính xác là dành cho cái hệ thống đèn 10 gallon này như vậy đây. Đó, mình đã set up thử các bạn thấy không? Đó, nó có cái chân đứng rất là tốt. Cực kỳ ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ gắn điện vô thử coi nó độ sáng của nó như thế nào nha. Để mình cho camera nó xuống dưới chút xíu. Đó. Như các bạn đang thấy ở đây thì đây chính là cái hồ cá mà mình sẽ thử nghiệm. À, hệ thống đèn mình đã để lên, dây cũng gắn lên rồi. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm cái hồ cá bé trước, sau đó mình sẽ thử nghiệm một cái hồ cá 50 gallon, có nghĩa khoảng chừng 100 mấy chục lít nước á. Còn hồ này thì có 10 gallon thôi, nó khoảng chừng có 20 lít nước thôi, không có nhiều, 20 hay 30 gì đó, mình không nhớ chính xác. Bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn xem nha các bạn. Có nghĩa là bây giờ cái phòng này bạn có thấy là ánh sáng nó rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình sẽ mở thử để coi ánh sáng của cái hệ thống đèn này nó có lấn át được cái ánh sáng mà mình đã mở trong cái phòng này không nha. Màu xanh rất là tốt. Wow, màu trắng thì bao ngon luôn. Trắng mà có nghĩa là sáng mà nó át luôn được cái ánh sáng của cái phòng này luôn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái hồ lớn là cái hồ này nè. Đó, các bạn thấy cái hồ này của mình không? Cái hồ này nó đang có một cái đèn trùm mình để cho nó. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái đèn hệ thống này. Mình sẽ cho lên đó để coi nó có chiếu sáng được cái hồ đấy không nhé. Hồ to gấp 4 lần cái hồ này á. Rồi các bạn đã thấy mình đã để cái hệ thống đèn nó lên. Và đây chính là ánh sáng của cái đèn chùm này. Cái đèn này thì mình chỉ là dùng một cái bóng đèn nhà bình thường thôi. Đó. Các bạn thấy, nó cũng rất là sáng. Trong đó có một cây thủy sinh mình nuôi. Nhưng mà cái hệ thống đèn này á, có nghĩa là hệ thống đèn mình tự chế này á, thì nó không có đủ ánh sáng để làm cho cái cây thủy sinh đó nó lớn nhanh được. Nhưng mà nó rất là chậm phát triển. Tại vì ánh sáng nó không có đủ. Nên khi mà bạn nuôi thủy sinh, bạn bắt buộc phải có một lượng ánh sáng tối thiểu nhất. Có nghĩa là từ khoảng từng 4.000 cho tới 10.000 K. Nếu các bạn giống như mình nói là cái hệ thống đèn này là 6.500, có nghĩa là nằm trên cả trung bình, có nghĩa là rất là tốt. Nè các bạn, bây giờ thì mình sẽ tắt thử nó đi. Đó. Đó, các bạn thấy tôi thui à? Bây giờ mình sẽ mở thử cái hệ thống đèn của mình. Đó, các bạn thấy màu trắng không? Trời ơi, nó sáng, mình sáng rực luôn. Đó, sáng hơn cái đèn hồi nãy nữa. Cái đèn kia là màu vàng, còn đèn này màu trắng. Nó sáng hết nguyên cái hồ luôn. Còn cái này mình để hơi ngược sáng chút xíu nên nó hơi chói. Để cho lên trên nha. Đó, rất là sáng luôn. Đó. Đây là một cái đèn bé nhá, nó không thích hợp dành cho cái hồ này. Cho nên nó phải xài một cái đèn hồ bự hơn nữa. Giờ sẽ chuyển qua chế độ màu xanh các bên đêm. Nhìn thật là hư ảo. Đó, bao kín hết cái hồ Các cá bạn đã luôn. thấy thì đó chính là cái hệ thống đèn mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong ngày hôm nay. Và các bạn nào mà muốn mua cái hệ thống đèn này với giá rẻ nhất thì các bạn cứ việc bấm xuống đường link phía dưới. Mình đã để sẵn trong cái phần mở rộng ở dưới cái video của mình để các bạn có thể mua được cái hệ thống đèn này với giá rẻ nhất. Ngoài ra các bạn đừng quên là bấm like và subscribe channel của mình để theo dõi những video mới nhất cũng như là ủng hộ khích lệ tinh thần của mình để làm những video mới kế tiếp ngày càng hay hơn và phát triển kênh của mình ngày càng một tốt hơn. Ngoài ra các bạn có những câu hỏi dành riêng cho mình thì các bạn cứ việc nhắn tin qua bên fanpage Facebook hoặc là comment ở bên dưới thì mình sẽ cố gắng trả lời một cách sớm nhất mình có thể. Hẹn gặp các bạn trong một video mới kế tiếp và hay nhất.